Xin chào mọi người, mọi người về cắm hoa với mình nhé. Ô mà tức lắm, chả chịu được. Nó bỏ nhưng mà nó có để in cho mình ở đâu? Em có chọc đâu, tự nó chọc lên chứ. Ấy nó thành cho tôi chuyện. Ý là mình không muốn đụng chi đến hắn cả, mình không có nhắn tin, không có liên lạc, không có đụng chạm chi đến hắn, nhưng mà tự nhiên hắn cứ ra hắn khơi chuyện đấy chứ, ai mà chả tức. Khơi chuyện cái mẹ hắn đi. Còn nếu mà em muốn nó bây giờ, còn nếu mà nó quá đáng, quá đường nào cũng chia, con lớn cũng chia mà lúc nhỏ cũng chia, vậy thì chia mọi đứa mọi nơi đi, đường nào mình cũng khổ. Thì thế, chia mẹ nó đi. Thì thế em mới bảo là muốn chia đó thì chia đi, anh dẫn thằng tôm đi, còn đưa thằng cà chua đi cho tôi. Em bảo thế đấy, em có giữ nó đâu. Mày làm đơn mẹ nó ra tòa đi, rồi đường nào cũng chia, nó không làm đơn mày làm đơn thế. Đơn phương vẫn được mà. Khó phải chửi nhau cho mẹ, còn nếu mà đã không á, cho dù chửi ly hay không ly thì cũng cứ im đi mà làm, bởi trước chị cũng khuyên em rồi, cứ im đi mà làm. Chứ em cứ giống lên như vậy là em là người bất lợi thôi, chứ nó đâu phải người bất lợi. Mà cái thằng hắn đã cùn, một khi hắn đã cùn, hắn làm bậy thì em thiệt chứ ai thiệt, đúng không? Em cứ nghĩ đi, cái thằng hắn đã cùn, hắn lên rồi thì một khi hắn làm bậy em thiệt chứ ai thiệt. Ai chả biết giữa, nhưng mà tự nhiên hắn cứ chọc máu mình lên đấy chứ. Trời, cái gì em phải quản được cái miệng của em, cái miệng em hổn quá, em không quản được, em không nghĩ trong đầu. Em cãi thắng nó hay cãi thua nó thì em có được cái gì không? Em, ví dụ như lên trên tòa em có cãi được như vậy hay không? Chị hỏi thẳng một câu. Trong không cãi được. Em cứ thử đi ra tòa đi, rồi đến khi đó tòa bắn em, tòa hỏi em để cầm cái miệng như thế này. Chị nói thật đấy, nó không phải là tòa, không phải là nói cãi tay đôi giống như kiểu này em chửi như hàng chợ hàng búa đâu. Mà em cãi như vậy, em không suy nghĩ là người câu này, em hở ra là người ta chọc, người ta xoáy em đến cùng. Là đến khi đó là em cứng họng à. Bây giờ nói là em nói là nó không có trách nhiệm với con cũng không đúng, bởi vì nó gửi tiền cho em đều là chuyển khoản qua ngân hàng, đâu phải nó đưa tiền mặt. Bây giờ không cần biết là hàng tháng nó có chuyển hay không hay là như thế nào, nhưng mà nó cũng vẫn chuyển được mà, nó vẫn chuyển thì tức là cái tiền nó đi làm xa thì làm sao mà nó có trách nhiệm cho con được, đúng không? Cái đó toàn người ta vẫn châm trước được. Nó vận chuyển nhưng mà em nó vẫn có gửi ý là tiền. Ý là nó vận chuyển nhưng mà em cũng vẫn chứng minh được là hắn lấy lại tiền mà. Hắn lấy lại tiền nhưng hắn lấy lại được bao nhiêu? Hắn là lấy được bao nhiêu hắn vẫn gửi. Tức là nếu như thà như hắn đi mà hắn không bao giờ hắn gửi tiền, hắn không bao giờ mà hắn gửi tiền. Còn bây giờ người ta không quan tâm đến cái nọ, người ta vẫn có một đường, người ta lại thích một đứa nuôi con thì một đứa trả nợ, hiểu không? Chứ không phải là hắn đi luôn, hắn biệt tăng một tích, hắn không bao giờ hắn gửi cho em một xu. Thì ý là em cũng không muốn đồng chi đến hắn cả, em muốn là hắn muốn sống muốn chết, hắn muốn ở một thì kẻ cha hắn đi, nhưng mà hắn cứ viện đấy, hắn lôi bao nhiêu là chuyện ra, hắn cứ đuổi lên than lên thuyên trời đất mình mới ghét thôi, chứ còn cứ xong em cũng thêm. Nhưng mà từ trước cái ngày cái miệng em cũng hổn lắm, mà chị nói em phải khôn lên, nói cái gì cũng phải khôn nó lên. Thì xong mình em cứ điên lên là em gàn lên thôi, mình cho hỏa cái mồm của em ra. Thì mình cũng hổn, nhưng mà hắn đụng đến mình đi đó chứ, mình có đụng chi đến hắn mà. Nếu như mà hắn đã đến mức đường cùng như vậy thì em ra tòa mẹ nó đi, khỏi cần nó.
hẳn cái nhà đó luôn đi, em nói chuyện với bà Mai á, phải bỏ hẳn cái nhà đó lại, khỏi phân chia gì hết. Ra tòa em đơn phương hay gì đó em cũng cứ nói như vậy, em bỏ cái nhà lại thì nó trả nợ. Con thì chia đôi, nó lấy cái nhà thì nó trả nợ. Còn nếu mà nó không chịu thì bây giờ bán nhà đi trả nợ, ly hôn. Lúc đầu em cũng bảo thế này, lúc đầu em cũng bảo là để hai đứa cho em nuôi. Hôm qua hắn về hắn ra đây, rất xong em mới bảo là để hai đứa cho tôi nuôi, quản nhà cửa anh muốn lấy thế nào kệ cha, nhà anh tôi không quan tâm, nợ bên nhà anh trả, nợ bên nhà tôi trả. Thế xong bắt đầu là hắn mới là nuôi linh thiên, xong bắt đầu hắn ra đây hắn nói chuyện với bố, hắn nuôi những cái trời cái đất chi á, mà hắn không, hắn lại cứ hỏi là nguyên nhân do đâu, nguyên nhân là do hắn đi không đi làm đi cái các thứ, chứ hắn lại cứ bảo là công việc khó khăn với thứ nọ thứ kia khó khăn, chứ mình hắn khó khăn à. Thế xong em đi đi lên em đi bới chùa. Kệ mẹ hắn đi. Nguyên nhân thì bây giờ nhìn người ta nhìn vô người ta biết nó là cái thằng vô dụng rồi. Cả làng người ta biết, cả họ hai bên nhà nó cũng biết. Thì em cứ phải đi thanh minh gì, em giành em cãi thắng với nó để làm được cái gì? Bởi vì nó từ trước nay nó sờ sờ trước mắt. Nó nói gì kệ mẹ nó đi, bây giờ nó có nói như vậy đi nhớ các bác nhà mình tin không? Bởi vì người ta nhìn vô người ta biết nó là thằng vô dụng. Bây giờ nó cứ nói mà rõ ràng là em chửi hổn nó thì cả làng người ta biết. Chứ bởi chị với nó muốn làm cái gì thì cứ im, mình quản được cái miệng mình trước. Còn em cứ bo bo cái miệng em nói như vậy là có khác gì mà em ngồi đó em nói cho người ta biết những cái việc em muốn làm. Nó biết và nhà nó cũng biết là em thương hai đứa con em không nỏ. Nhưng mà em cứ giống cái miệng em lên, em giống cái miệng hơn lên. Hắn biết cái điểm yếu của em, hắn mới chọc vào cho để cho em đi lên. Người ta đã biết cái điểm yếu của mình rồi mình lại cứ thể hiện ra. Tức lắm không nhịn được. Gặp cái thằng hắn cùn đời, chỉ biết là em tức, chỉ biết em tủi thân, em áp lực. Nhưng gặp cái thằng hắn cùn đời, em chửi hắn quá lên, hắn đi lên nữa, hắn đánh em thì em thiệt thân. Còn đi hơn nữa, hắn làm cái gì, hắn hành hung em. Ví dụ như là như thế nào, dây sau đó thì em thiệt thân chứ ai thiệt thân. Ai giải quyết cho em cái vụ đấy. Em đi kiện, em đi tụng rồi cũng thôi chứ để làm cái gì. Cho nên là cứ quản cái việc của mình đi, cái miệng của mình đi, làm cái gì cũng đừng có nói. Cho nó biết hay là nhà nó biết kệ mẹ nó. Còn nếu mà em đã muốn quyết ly hôn để cho lớn cũng chia, nhỏ cũng chia, thì em cứ làm đơn, em đơn phương cũng được, khỏi cần nó ký. Đi ra tòa là người ta sẽ chia mỗi đứa một nơi. Bây giờ em không thỏa thuận được với nó, không thỏa thuận được với bà Mai, đúng không? Bà cũng cứ nói chuyện với bà Mai là cái nhà con không lấy. Thì bây giờ đất của nhà mẹ thì mẹ với lại chú Đông có lấy thì tính. Thì bây giờ mẹ nói với Phương á, ra chính quyền con sẽ sang tên lại cho mẹ với lại cho nhà mẹ. Nhưng mà sổ đang trong ngân hàng.